Tôi đang ngồi ở vị trí chủ nhân của một trong những mẫu SUV mới được đưa về Việt Nam. Không phải thuộc phân khúc hạng sang mà chiếc xe này được xếp vào dạng xe siêu sang, với những tiện nghi không dừng ở mức cao cấp mà thậm chí nó còn thuộc dạng xa xỉ. Đó là chiếc Mercedes-Maybach GLS 600. Nhắc tới Maybach thì chúng ta thường sẽ nhắc đến những sự tiện nghi, những cái sự tinh túy nhất dành cho vị trí của chủ nhân. Và cái cảm nhận đầu tiên ngay khi mà tôi vừa mới ngồi lên cái vị trí ông chủ của chiếc Maybach GLS 600 á, thì đó đã là một cái cảm nhận nó thực sự là nó sang trọng. Với một cái hàng ghế sau với cái ngồi là thiết kế hạng thương gia, rất là êm ái, rất là ôm thân. Các vị trí để tay thì đều rộng rãi. Và cùng với đó thì thực sự là khi mà sờ ở bất cứ một vị trí nào ở quanh cái hàng ghế thứ hai này thì chúng ta đều sẽ có những cảm nhận rất cao cấp, đến từ vật liệu là da hoặc là gỗ. Mang kích cỡ của một chiếc SUV 7 chỗ nhưng lại chỉ có cấu hình 4 chỗ ngồi. Vì vậy cho nên là chiếc Mercedes Maybach GLS 600 có một cái không gian nó thực sự là thoải mái và rộng rãi ở cái hàng ghế thứ hai. Và cùng với đó thì hàng ghế này cũng có thể chỉnh được độ tiến lùi, chỉnh được độ ngả lưng. Và ghế đằng sau này có thể ngả lưng ở đến một cái góc lên tới là 43,5 độ. Và ngoài ra thì hàng ghế thứ hai cũng sẽ được ngăn cách hoàn toàn với khoang hành lý phía sau. Và tất nhiên ở vị trí chủ nhân này thì người dùng sẽ không thiếu bất cứ một tiện nghi nào. Ở đây tôi có thể kể ra rất là nhanh thôi, đó là hai màn hình giải trí riêng cho hàng ghế sau. Chúng ta sẽ có một chiếc máy tính bảng có thể tháo rời được để mà sử dụng để điều chỉnh những cái chức năng ở trên xe. Ngoài ra thì ghế ngồi của xe cũng sẽ được tích hợp sưởi, thông gió, nhiều chế độ massage khác nhau. Và cùng với đó thì chiếc xe ở khu vực đằng sau này sẽ có thêm hai cái phần khay để cốc có tính năng làm lạnh. Và chúng ta sẽ có bàn làm việc, rèm che nắng chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, cũng như là tủ lạnh ở vị trí phía sau. Ở vị trí ghế lái thì sự hiện đại và sang trọng của chiếc Maybach GLS 600 nó không thua kém gì so với vị trí ở hàng ghế sau cả. Cái điểm mà khiến cho tôi chú ý đầu tiên đó là tất cả vị trí ở cái khoang lái của chiếc Maybach GLS 600 thì đều được bọc da hoặc là úp gỗ. Và những cái chi tiết úp gỗ ở trên chiếc GLS 600 này thì nó có một cái họa tiết vân dạng là thanh dọc mảnh xếp sát sát nhau như thế này. Cái dạng họa tiết này thì nó được gọi là họa tiết pinstripe, và nó thường xuất hiện ở trên những cái bộ com lê sang trọng. Cái điểm mà khiến cho tôi chú ý thứ hai đó là chiếc Mercedes Maybach GLS 600 thì có rất nhiều đèn viền nội thất. Nó xuất hiện trải ngang ở trên táp lô, ở trên táp bi cửa, thậm chí là có cả ở xung quanh những cái chi tiết như là loa của xe, hay là những cái đường viền ở cửa sổ trời, hay đường viền ở cả phần tay nắm ở bệ tỳ tay trung tâm như thế này nữa. Cùng với đó thì như là một cái cách để mà nhắc nhở những hành khách về cái sự sang trọng và đẳng cấp của mẫu xe này thì logo Maybach nó xuất hiện ở rất nhiều vị trí bên trong xe. Ngoài ra thì chiếc Mercedes Maybach GLS 600 sẽ vẫn được trang bị bảng đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm là dạng kỹ thuật số toàn bộ nối liền với nhau, có một cái giao diện nó MBUX trực quan hoạt động mượt mà. Và cùng với đó là hệ thống những cái nút bấm điều chỉnh phía dưới thì đều được hoàn thiện cầu kỳ và tinh xảo. Được phát triển dựa trên cùng nền tảng với chiếc Mercedes-Benz GLS. Vì vậy cho nên là chiếc Maybach GLS 600 có một cái kiểu dáng tổng thể nó không khác biệt nhiều phiên bản thường. Điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất đó chính là phần mặt ca lăng có kích cỡ lớn, được viền chrome và có họa tiết chứa những cái thanh nan dọc dạng pinstripe quen thuộc. Cùng với đó sẽ là một bộ vành đa chấu mảnh có kích cỡ 23 inch, cũng là một nét rất là đặc trưng ở trên những cái chiếc xe Maybach. Bên cạnh đó, dù có số đo về chiều dài, chiều cao cũng như là chiều dài cơ sở tương tự như là chiếc GLS phiên bản thường, tuy nhiên thì chiều rộng của chiếc Maybach GLS 600 nó lớn hơn phiên bản thường đến khoảng 80mm. Và bởi vậy cho nên là khi mà nhìn từ bên ngoài thì chiếc xe sẽ cho một cái cảm giác nó sang trọng và nó bề thế hơn đáng kể. Mercedes Maybach GLS 600 thì được trang bị hệ thống treo khí nén. Và cái hệ thống treo này thì có rất là nhiều chi tiết được làm từ hợp kim nhôm. Nó giúp cho xe có một cái khối lượng nhẹ hơn, một cái độ cứng vững tốt hơn, cũng như là một cái khả năng vận hành êm ái hơn. Và cuối cùng thì cũng không thể không kể đến đó chính là cái phần bệ bước chân mở ra tự động để cho chủ nhân lên xe. Và cái bệ bước chân này thì cũng có một cái diện tích bề mặt và cái chiều dài nó rất là lớn. Cuối cùng thì chiếc Mercedes Maybach GLS 600 cũng có khối lượng của một chiếc xe siêu sang,
Chiếc GLS 600 này thì nặng đến gần 2,8 tấn. Dù vậy thì chủ nhân sẽ không cần phải quá lo lắng với khả năng vận hành của chiếc xe này, bởi khối động cơ tăng áp kép V8 4.0 lít với công suất là 550 mã lực và mô men xoắn 730 Nm thì có thể giúp cho chiếc Maybach GLS 600 tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 4,9 giây trước khi đạt được tốc độ tối đa lên đến là 250 km/h. Với thiết kế và chất lượng hoàn thiện cao cấp cùng lượng trang bị tiện nghi đầy đủ và xa xỉ, có thể nói Mercedes Maybach GLS 600 là một sự lựa chọn mới và sáng giá trong phân khúc SUV siêu sang, bên cạnh những cái tên tuổi đã dần quen thuộc với đại gia Việt như là Bentley Bentayga hay là Rolls-Royce Cullinan.